View từ căn biệt thự 921, căn biệt thự thuộc giai đoạn 1. Biệt thự Mương Đội Phú Quốc. Ở góc view là phòng ngủ chính tầng 2, góc view cực kỳ rộng. View toàn bờ Tây. Toàn biển bờ Tây và cả cảng An Thới. Góc view của căn biệt thự 921 và 934 thì tương tự nhau. Và có một cái điểm rất là khác biệt, đấy là căn 921 và căn 934 thì căn 921 này bể bơi ở bên phải và căn 934 thì bể bơi ở bên trái, nên có sự riêng độc lập về bể bơi rất là đẹp. Bên cạnh hàng xóm là 934 đấy ạ. Rồi, xin chào, cảm ơn.